các thanh niên trẻ, những người làm ăn kiểu mới với cách gọi là dân nông. Họ gắn bó với nông nghiệp nông thôn, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa vốn có là những sản vật của vùng miền, rồi nghiên cứu sáng tạo cho ra những sản phẩm độc đáo. Và cũng chính họ đi tiếp thị kinh doanh trên khắp cả nước. Cứ như vậy, một thế hệ những người làm nông nghiệp trẻ với vốn tri thức được trang bị bài bản bắt đầu thành hình. Cách đây 100 năm, trong quyển sách quốc văn của người Việt của chúng ta có một người ta dạy về cái giá trị của việc học. Người ta nêu một cái câu ở cái trang bìa đẩy như thế này. Người thợ có học thì sẽ trở thành người thợ giỏi. Thợ là... quan sát chuồng giống bố mẹ tại Ninh Thuận. Chuồng rất là dày và nhiều nha mọi người. Một hạng mục quan trọng của mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Chúng ta bắt đầu khám xem. Đây, rất là nhiều chuồng nha mọi người. Bên này xem. Bóc bên ngoài này xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.